chương 2081, chân Long hàng thế, nhìn qua trước mắt một màn này, Long văn cùng Long sơn trong lòng sớm đã rung rẩy không ngớt, lăng lệ khí tức bá đạo để cả hai ngốc trệ mấy giây sau đó, sát ý đột ngột tăng, loại này huyết mạch trấn áp là bọn hắn phạm Long thiên cung quyết không cho phép. Cho dù tô vật chỉ có nguyên tông cảnh, cũng tuyệt không thể để dạng này người tồn tại, đè nén sợ hãi trong lòng cùng rung động. Long Văn cùng Long Sơn hét lớn một tiếng, khí tức càng thêm mãnh liệt mênh mông mênh mông kim long hư ảnh từ giữa hai người sinh ra ngao rống kim long hung hãn khí tức hùng hồn trương trăng ngũ trảo kim long hư ảnh đem trước người cả bầu trời chiếm cứ hư không bắt đầu mơ hồ mà bốn phía không gian bắt đầu không ngừng rung động quan mang lấp lóe kim long bào hao thiên địa toàn thân kim quang rạng rỡ phun ra máu tanh quang mang nhắm ngay tô giật cùng trọng vân khang mà tại một giây sau hưng phấn không bao lâu long văn cùng long sơn ánh mắt triệt để bắt đầu lấp lóe Rung rẩy tuôn ra đảng trong tim, hai người như là đờ đẫn gà gỗ, ngây ngốc nhìn về phía không trung, ngao rống, động lại mây đen ở giữa, tề minh thanh vang động núi sông, đinh tai nhức ốc, lấp lóe quang huy bên trong, toàn bộ thượng long thôn khí tức đang không ngừng kéo lên, một đầu chân chính kim sắc cự long gầm thét phá mây mà ra, vắt ngang hư không. Mọi người ở đây nhìn qua bay lượn với thiên tế kim long, nó dưới bụng điêu khắc ngũ trảo tường vân, toàn thân thần hà vạn trượng, sinh động như thật long văn tại trên bầu trời ống ánh lóa mắt, hé không ngớt, phía sau càng là mảng lớn bao la tinh thần, như là dập dần tại thiên hạ ở giữa, khí thế bá đạo uy mãnh tùy thời có thể oanh diệt thế gian ngàn vàng sinh linh, kim quan tràn ngập cực đại long đồng, khẽ trương khẽ hợp, quan sát toàn bộ đại địa. Miệng núi lửa mũi thở bên trong quan vũ khí thôn nôn, tán phát khí tức nóng bỏng cấp tốc đem trọn phiến thượng long thôn bao trùm, xoẹt tòng lông trên thân tán phát thiêu đốt khí tức nóng hổi đang ngồi mỗi một vị thôn dân gia thiệt chấn kinh cùng ngạc nhiên hiện lên mỗi một vị ở đây thôn dân két rất nhanh bốn phía cây có dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ ngay tại héo rút trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao đốt vì tro tàn sáng lạng hỏa diễm chiếu sáng u ám đại địa liền ngay cả cứng rắn vô cùng nham thạch đều trong nháy mắt xuất hiện vô số đầu khe hở bốn phía tự như hỏa diễm luyện ngục trên đỉnh đầu kim long quanh quẩn chân trời hễ lần phiến chiếc xạ ra dọa người sát ý quan huy tại thân thể to lớn bao trùm phía dưới tất cả mọi người lộ ra giống giọt nước trong biển cả như vậy nhỏ bé không tự giác ở đây thôn dân không để ý tới vết thương trên người đau nhức sinh lòng một loại quỳ bái ảo giác một cái tiếp theo một cái hai đầu gối quỳ xuống đất đầu rạp xuống đất nằm sấp trên mặt đất không dám ngẩng đầu đây là một đầu rồng thực sự một đầu xuyên qua thái cổ mà đến nhân gian chí tôn long giờ này khắc này Xuất hiện tại thiên khung thái cổ kim long là Thượng Long thôn nhóm trong lòng đồ đằng, không ai từng nghĩ tới, vậy mà lại có một đầu chân chính kim long giáng lâm thế gian, dùng đánh đầu thắng đó tư thái trấn áp hắc ác sinh linh, kim long. Là tộc ta kim long a. Dư lão kích động liên tục, ngực như là sóng cả mãnh liệt biến cả, hai tay nằm sấp trên mặt đất, càng không ngừng hướng phía chân trời bái tế. Ngay sau đó, ở đây thôn dân cũng là tự lẩm bẩm, hưng phấn không thôi đầy mắt sùng kính đi quỳ lạy lễ. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy kim long, loại kia chờ mong cùng kích động có thể nghĩ, đây là chưa bao giờ có kỳ ngộ. dạng này một màn, chỉ sợ thượng long thôn thôn dân cả một đời cũng khó gặp lại. Không ai từng nghĩ tới, người tuổi trẻ trước mắt lại có thể triệu hồi ra khổng lồ như thế ngũ trảo kim long. Wow! Ta thượng long thôn cơ duyên. Ta thượng long thôn muốn phục hưng a. À. Nắm thật chặt lỗ sáng bả vai lỗ kỳ lệ nóng doanh trọng, sớm đã không lựa lời nói, kinh hỷ muốn điên, là... Chân lông. Là kim Long A. Khoảng cách được gần trọng vân khang cũng hoàn toàn mất đi lý trí, huyết mạch chỗ sâu tuôn ra đã nóng hổi nhiệt độ để hắn vô cùng vững tin, hết thảy trước mắt là thật, ngẩng đầu, mỗi một vị thôn dân lại nhìn về phía Long văn cùng Long sơn ánh mắt bỗng nhiên đóng băng, hoàn toàn không có lúc trước sợ hãi, tùy theo, tức giận cùng sát ý tùy theo cùng cùng đi lên, các thôn dân đều như từng đầu phát cuồng sư thú không trung chỗ triệu hồi ra khổng lồ kim long hư ảnh long văn cùng long sơn hết sức lắng lại lấy trong lòng phức tạp chấn kinh ngạc chi sắc ánh mắt hoảng sợ chớp động không ngớt thân thể bởi vì kim long mà tốc tốc phát trung long văn thì thầm nói không có khả năng chỉ có long thần mới có thể triệu hoán kim long chân thể hắn làm sao có thể ngay người tại trong lòng hai người sát ý dần dần bị kinh hãi cùng sợ hãi thay thế tự như bị cố định trụ thân hình quên di động, chất phát như đá điêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua đầu này cực kỳ khổng lồ bá đạo kim long ở chân trời phun trào ra hủy diệt liệt diễm, cho dù là phun ra hủy diệt hỏa diễm, cũng rất khó sinh ra phản kháng một trong ý, tự như xuyên qua thái cổ, nồng đậm kim quang liệt diễm bên trong, tô giật toàn thân hiện ra màu đỏ, hỏa diễm liền như là từ tô giật bản thể bên trong dẫn dắt mà đến. Từ trong cơ thể kinh mạch đến lỗ chân lông tất cả đều lưu lại một loại kỳ dị hồng quang, xoẹt cứng trắng như sắt da thịt, bắt đầu nương theo mênh mông sóng lửa toát ra từng đầu tinh mịn vết trách, tự như hòn đá héo tàn. Mà đúng vào lúc này, thạch ốc phía trên, một hoàng kim tóc dài thân ảnh bước chân lão đảo, như cùng ở tại trong gió chập chờn, bóng hình xinh đẹp phù phiếm, đang nhìn chân trời đầu nào khủng bố vô song hủy diệt kim long, mắt lộ ra kinh hải. Dưới tình huống như vậy, lực chú ý của mọi người đều tại đầu này ngạo thế kim long cùng người thanh niên trên thân theo tô giật trên thân hỏa diễm mảnh vỡ rơi xuống sau đó, thuận yết hầu chỗ sâu, tô giật trốt cục bộc phát ra một cổ thống khổ gào thét âm thanh, không được. Thống lĩnh đại nhân tu vi chèo chống không được kim long uy áp. Trọng Vân Khang lấy lại tinh thần, nhất thời quá sợ hãi, ánh mắt đi theo trầm ngưng xuống tới, phải biết, thái cổ kim long khí tức sao mà bá đạo. Đối huyết mạch cùng cơ bắp yêu cầu trình độ có thể xưng đến yêu nghiệt tình trạng. Trước mắt tô giật nương tựa theo nguyên tông cảnh thực lực, cùng cực cao kim long thiên phú có thể triệu hồi ra kim long bản thể đã là kỳ tích muốn để hắn chỉ huy kim long tiến hành tác chiến thực tế quá miễn cưỡng liền xem như mình năm đó nửa bước nguyên thiên thực lực cũng là chuyện không thể nào nhất thời trái tim tất cả mọi người lại một lần nữa cùng loạn toàn thân lỗ chân lông cũng bắt đầu run rẩy tâm tình khẩn trương rơi vào chân trời thanh niên trên thân uống hỏa diễm bao khỏa phía dưới tô giật cảm giác được ngủ tạng lục phủ gần cốt cơ bắp toàn thân cũng bắt đầu có thiêu đốt cảm giác mà trước đó nuốt mà xuống linh dịch lưu lại cũng tại dạng này nhiệt độ cao xuống phi tóc bốc hơi ngao rống linh hải bên trong kim long hư ảnh dọc theo thần bí quan đoàn phi tóc di động tự như huyễn ảnh lúc nào cũng có thể phá thể mà ra rất nhanh thời gian tô giật ý thức liền bắt đầu mơ hồ tại thôn phệ liệt diễm bọc vào tô giật trong lòng không ngừng đang reo hò động a cho ta động cực lực thôi động thể nội kim long khí tức khu sự yếu ớt tứ chi, muốn để Kim Long Công hướng đối diện, nhưng bất đắc dĩ, bây giờ chính mình liên động một chút đều là gian nan. Chương 2082, Bạo Anh Long Văn, tiểu tử, ngươi có thể đem cái này Kim Long triệu hoán đi ra, còn có thể gánh chịu được, đã là không dễ. Thiết hồn mạch nặng nề thanh âm từ trong nội tâm truyền đến, đối mặt tình huống như vậy, thiết hồn mạch cũng cảm thấy nguy hiểm, ta vậy mới không tin. Có thể triệu hoán đi ra, ta liền có thể động tô giật cắn răng, cố nén làn da bỗng cùng não hải xé rách cảm giác, lớn tiếng một hô, ngao rống. Trên người, mấy đạo tơ máu lại một lần nữa nứt toát ra, trên trời kim long ứng thanh mà động, gào thét hỏa diễm thuận tô giật ý thức phóng tới long văn cùng long sơn vị trí, long văn, lên. Gia hỏa này xem ra còn xa không tới điều khiển tự nhiên tình trạng. Một lần tính kết quả, Long Sơn ánh mắt hơi khét, đem tô giật dị thường trạng thái thu hết vào mắt, lập tức quyết định thật nhanh, quát lớn, lấy lại tinh thần Long Văn cũng lập tức phát hiện không đúng, bàn chân ở trên bầu trời bỗng nhiên đạp mạnh, sau lưng trường bào màu tím đậm lại một lần nữa phồng lên. Đông tử rét lạnh hung quang một lần nữa lộ ra, Long Văn quát lớn, nguyên lai like là nửa cái siêu. Vậy liền lên a, âm âm, phía sau hai người Kim Long hư ảnh, nháy mắt nhộn nhạo lên trận trận phong lôi, phi tốc hướng phía Tô giật chỗ oanh kích mà đi. Xích quang lấp lóe, hung hãn kim long hư ảnh mấy chục đạo giải lụa màu vàng ống theo nhau mà đến tự như mũi tên đem tô giật quanh thân không gian lập tức định trụ mà tráng kiện nhất một cây kim long quan trụ tùy theo mà đến rắn rắn chắc chắc nhắm ngay tô giật trái tim âm âm động a ý thức mơ hồ tô giật tại hỏa diễm bên trong lắc lắc đầu cánh tay giận vung kinh người lực bộc phát đem trước người không gian đều vỡ nát sau một khắc đáng sợ nhiệt độ cao hỏa diễm từ kim long trên người lướt ầm ầm ra cùng bạo cùng khí tức hủy diệt đem mấy chục đạo quan tiễn từng cái đánh nát phanh 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 liên miên sống xung kích nương theo lấy nóng bỏng sóng gió đem phương viên mấy chục dặm linh thảo cây ăn quả toàn bộ sang thành tro tàn mãnh liệt lực đạo càng là tự như đau nhọn tại vân châu núi cao chỗ sâu ngọn núi khắc xuống nhìn thấy mà giật mình khe rảnh ngọn núi lay động mặt đất cũng theo đó nứt ra lăng lệ tiêu sát khí tức hạ tất cả thôn dân toàn bộ làm thành một đoàn, mảnh mai linh hồn bởi vì cái này mãnh liệt sống xung kích mà trở nên thống khổ không thôi. Trùng thiên kim long khí tức ở trên trời vừa đi vừa về lăng lộn, chân trời đám mây cũng theo đó đánh nát lại chồng chất, ánh mắt đờ đẫn không biết nên nhìn về phía nơi nào, khắp núi khắp nơi tràn ngập vẫy ra cho bụi, bắn nổ mặt đất làm cho tất cả mọi người tâm đi theo rung động mấy trăm lần. Chợt, chấn kinh ngạc ánh mắt hướng về chân trời thanh niên, trọng vân khang vọt đến tô giật bên người, cảm giác được tô giật kim long khí tức đang không ngừng hạ xuống thống lĩnh ta đến giúp ngươi trọng vân khang cắn răng một hơi hít sâu song chưởng quét ngang tại tô giật trên lưng lập tức tô giật quanh thân hỏa diễm gió nổi mây phun hung hãn kim long năng lượng lại lần nữa như thực chất hóa cướp động ra phốc phốc cường thế độ nhập kim long khí tức trọng vân khang lập tức một ngụm máu tươi phun ra trắng bệch trên mặt lộ ra sinh tử không nghĩ kiên nghị hơi khôi phục một điểm ý thức Tô giật mở ra huyết khí cùng hồng quan hỗn hợp đôi mắt, cảm nhận được bên người trọng vân khang khí tức đã mười phần yếu ớt, thề sống chết bảo hộ thượng long Chiếu cố tốt bọn hắn. Trọng vân khang cười thảm một tiếng, dư quan liếc qua sắp phun ra mà đến mãnh liệt nhất kim long tắm lụa, dứt lời, tại không trung cưỡng ép thân thể uống éo, trọng vân khang liền đem gầy còm thân thể cản trên người tô giật. Một khắc này, một cổ dòng điện hiện lên tô giật trong ốc, nháy mắt đem ồn ào náo động kim long khí tức trấn áp xuống hai tử đáp ứng nải nải về sau phải chiếu cố tốt linh cổ thôn người muốn bảo trụ thiên yêu tông huyết mạch thượng quan nải nải chết thảm trước đó bàn giao nháy mắt hiện lên ở trước mắt cùng trọng vân khang lời nhắn nhủ đồng dạng nơi này là nhà của bọn hắn a nơi này là bọn hắn dựa vào sinh tồn tinh thần lãnh thổ a tô giật xích hồng đồng tử lập tức ảm đạm một chút thay vào đó chính là một cổ đầy trời sát ý huyết dịch bên trong kia một đạo tanh sát phô thiên cái địa mà đến, lần này, dù là chết, cũng muốn bảo vệ chính mình nghĩ bảo vệ người, âm, ta đi ngươi long gia, ta muốn đem ngươi lột xương rút gân. Lấn ta thượng long người, ta muốn ngươi xuống địa ngục, tô giật hét lớn một tiếng, trong đầu thần bí quan đoàn đột nhiên phun ra một cổ mênh mông mênh mông chi khí. Năng lượng ẩn chứa tựa như vượt qua xa sư thiên địa, nhất thời gào thét kim long khí tức tự dưng thuận theo xuống dưới, âm vang, tiếng quát rơi xuống, tô giật đem trọng vân khang chặn ngang hất lên đến phía dưới mà chính mình thì như chớp giật phóng tới quan trụ đến đây phương hướng cùng một thời gian sau lưng khổng lồ kim long thân thế vẫn mở rộng mà ra xa xa vung trảo vỗ kinh khủng kim long khí tức như cửu thiên giáng lâm đem chạy như bay đến quan trụ trực tiếp bắt lấy tự như thần tích nổ bắn ra hướng long văn cùng long sơn kim quan rạng rỡ không trung to lớn quan trụ đột nhiên thay đổi phương hướng hướng phía long gia cường giả hung hăng nổ đi thế đi tấn mảnh vô cùng, dọc đường không gian đột nhiên từng khúc vỡ nát, khó khôi phục, cái gì? Nhìn xem chuyển tiếp đột một trạng thái, Long Văn cùng Long Sơn ánh mắt đồng thời hải nhiên, cái này đột nhiên thay đổi quay đầu quan trụ không thể coi thường, âm âm, hai người hét lớn một tiếng, đồng thời vận chuyển kim Long khí tức, Long Văn phía trước, Long Sơn ở phía sau, thủ ấn trực tiếp vận chuyển lên đến. Đem sau lưng kim long hư ảnh biến thành một đạo to lớn kim long bình chướng che ở trước người. Trong điện quan hỏa thạch, quay lại to lớn quan trụ đem ven đường chém vào ra to lớn đen nhánh hư không, tùy theo hung hăng rơi vào kim sắc bình chướng phía trên. Ông, không gian bình chướng đột nhiên lõm, như là một cây to lớn châm thể rơi vào khí cầu phía trên, quanh không trung gần sóng gần sóng nháy mắt vặn vẹo lại với nhau, va chạm một nháy mắt, phô thiên cái địa kỹ thuật đâu quan mang khuynh tả tại bình chướng phía trên. Ngay sau đó, Long Văn cùng Long Sơn đều cảm giác được thiên băng địa liệt trọng lực thuận cánh tay mà đến, âm hai người hai mắt trợn trừng, đây tuyệt đối không phải tô giật có thể có lực lượng, chật một chùm huyết vụ phun tại bình chướng phía trên, không đến một hơi thời gian, kim sắc bình chướng ngay tại quan trụ nổ tung xuống nháy mắt giải thể. mãnh liệt tại nổ tung lên, đồng thời cũng đem quanh không trung kim sắc quan mang nổ thành mảnh vỡ tiêu tán, đông, mạng thiên phong lôi bên trong, kinh khủng kim long năng lượng tự như vòng sáng khuếch tán ra đến. Tràn ngập bao phủ tại thượng Long Thôn vạn mét trên không trung, nhất thời, trên không hiển lộ ra một cái cự đại hư không hắc động, bạo liệt gần sóng năng lượng điên cuồng dập dần, hung hăng bại đặt ở tô giật cùng long gia nhị lão trên thân. Đối mặt khủng bố như vậy tràn cảnh, từng cái thượng long thôn thôn dân sớm đã nghẹn họng nhìn trân trối, bị tô giật bỏ xuống trọng vân khang bị dư lão cùng lỗ kỳ tiếp được, kinh khí dư ba phía dưới. Lỗ kỳ cùng dư lão không thể không tận lực đem thôn dân bảo hộ ở, không dám có chút chủ quan, mắt thấy chân trời năng lượng kinh khủng càng quét, tất cả mọi người là ngốc như gà gỗ, lại nhìn về phía hư không bên trên, bị quan trụ đập trúng long văn, ngực đã thành một hố đen to lớn, chết đến mức không thể chết thêm, từ trên không trung phi tóc rơi xuống. Chương 2083, ta là người Long Gia, ở vào Long Văn phía sau Long Sơn, đồng dạng bị kinh người xung kích bị thương không nhẹ, huyết vụ miệng lớn phun ra, thân thể liên tiếp đẩy lui, ánh mắt tràn đầy quể oải cùng chấn kinh, nhìn chầm chập nơi xa bị ngọn lửa bao khỏa tô giật, Long sơn tim đập nhanh chưa tiêu. Nếu như không phải mới vừa long văn ngăn tại phía trước, hiện tại chết được chính là hai người. Tô giật đứng thẳng bốn khu cấp tốc trung rẩy, toàn thân huyết dịch đã sôi trào như nham tương. Lửa nóng năng lượng khí tức bao khỏa phía dưới, tô giật hai tay lại lần nữa quét ngang, chân sau chưởng giảm một cái mặt đất, lập tức một cổ hủy diệt mà lại mênh mông kim long khí tức một lần nữa chảy ra mà ra. Thời khắc này tô giật, đã mất đi ý thức, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, giết sạch người long da trầm thấp mà thanh âm khàn khàn từ tô giật trong cổ họng bay ra tô giật thân thể tựa như cuồng long ra biển chạy về phía long sơn ánh mắt cấp tốc co vào ngực đã khô quắt như giấy rách rương long sơn nháy mắt sắc mặt trắng bệch trước mắt tô giật hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, bước chân không ngừng lảo đảo đẩy lui long sơn trong lòng sinh ra kinh khủng ý sợ hãi cấp tốc tuôn ra đã nguyên khí vòng xoáy để long sơn mỗi lui một bước không trung đều xuất hiện một đạo gợn sóng năng lượng hắn không biết tô giật làm sao như thế ngoan lông người nhà, kim quan cuồn cuộn, tô giật sau lưng to lớn thân rồng rất nhanh liền chiếm lĩnh mảng lớn không gian. Một tiếng lông ngâm phía dưới, tô giật huyết ma sát thần kiếm nơi tay, bên trên hổ trưởng, kiếm quan cũng theo rạng rỡ ti chớp, để người tự dưng run sợ, thẳng đến chỗ gần, nhìn xem tô giật trong tay cự kiếm cùng kia kiên nghị đến vĩnh viễn không từ bỏ hai con ngươi, Long sơn mới nghĩ đến cái gì. Mà lúc này, bàn bạc tiêu sát chi khí đã vạch phá không gian mà tới ngươi là long sơn kinh hô trong lòng một vạn cái hối hận đều khó mà miêu tả tâm tình bây giờ chói tai âm bạo thanh vang vọng trong tai thật dài vết nứt không gian đem trước người gần sóng đảng thành tro tàn long sơn cả người giống như động tác chậm hướng về sau bạo rút âm vốn nên khủng bố kinh người lăng lệ tiêu sát kinh thiên nhất kích lại đột nhiên tại không trung im bạc mà dừng bàn bạc kim long kiếm khí cũng tại long sơn trước ngực một mét chỗ bỗng nhiên đình trệ cái gì ánh mắt mọi người sợ hãi thán phục chấn kinh ngạc đến khiếp sợ tột đỉnh đứng thẳng thân thể nhìn lên trời bên cạnh dị biến mà không có người chú ý tới sau lưng lỗ kỳ phòng ốc đã hủy diệt thành đá vụn một đống một đạo năng lượng màu vàng ống quan trụ từ phế tích bên trong tản mát mà ra đại nạn không chết long sơn toàn thân chật vật không chịu nổi vừa rồi hung mảnh kình sóng đem trường bào sinh sinh cắt đứt máu me đầm địa lòng ngực lúc này lộ ra bạch cốt âm u hốt hoảng xoay người lại long sơn ánh mắt trung rẫy chỉ thấy không trung một đạo kim hoàng sắc bóng hình xinh đẹp lặng yên bay tới, trong tay một đạo hoàng kim quang mang chấp động lóa mắt, nhất thời, kim vân dày đặt thiên khung không gian mở ra một đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian, quang mang rơi xuống, đèn nhánh vết nứt không gian đem không gian mạng lớn năng lượng nháy mắt pha loãng, thấy rõ người tới, nó mạnh hết đà long sơn tự như tìm tới tổ chức, trong lòng lập tức trung rẩy, kinh hỷ quát, long á tiểu thư, nguyên lai, cứu long sơn chính là từ lỗ kỳ trong nhà đá ra long á bởi vì tô giật đem kim long khí tức toàn bộ vận dụng đang thúc giục động kim long bên trên đối long á khống chế từ lâu biến mất không nói lời gì lăng lập hư không long á thiến long mày rung động trong tay hoàng kim trường tiên đem trước người kình sóng bổ ra tức giận nói long sơn trưởng lão ngươi đi trước ta lập tức liền đến hư không bên trên vóc người nóng bỏng long á mắt thấy trong ngọn lửa tự như chiến thần tô giật khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng phức tạp, ngay sau đó, cầm trong tay trường tiên vung vẫy như rồng, bóng roi tự như gió táp mưa rào rơi xuống, đem còn lại không gian kình sóng đánh tan. Ngươi quả nhiên là người của Long Gia. Long Á Khang giọng mà thanh âm trầm thấp từ hỏa diễm bên trong truyền ra, sôi trào hỏa diễm bắt đầu chậm chạp tiêu tán. Mắt trần có thể thấy, đại trận phá hư sau đó, tô giật kim long khí tức ngay tại cấp tốc tiêu tán, mà lúc này khí tức cũng đang không ngừng hạ xuống thật xin lỗi. Long Á ánh mắt lấp lóe, lúc này vì Long Gia, Long Á không thể không đứng ra, ngươi thật xin lỗi chính là dưới đáy bọn hắn. Hư không bên trên, tô giật từng bước một tới gần, trong lòng nộ hỏa bắt đầu không ngừng khuếch tán, căm hận trong hai con ngươi hiện ra kim huy, hung hăng trừng mắt Long Á, tô giật ánh mắt hung hăng trừng mắt trước người Long Á, hung hãn khí tức lại lần nữa trải ra, trên bàn tay hỏa diễm cuốn quanh không ngớt, dùng sức chỉ vào dưới đáy thượng Long Di Tộc giờ khắc này tất cả mọi người bao quát tiểu thiến a à Ngưu tiểu lỗi bọn người đã đi ra từng đôi mắt trừ tim đập nhanh cùng kinh hãi chính là vô tận đau lòng cùng thất vọng không ai từng nghĩ tới trận này gia viên thủ vệ chiến sẽ là kết quả như vậy vưu á tỷ tỷ thanh âm non nớt từ phía dưới truyền đến tự như lợi kiếm nhói nhói lấy long á nội tâm đây không phải long á muốn hiệu quả nàng chỉ nghĩ tại người long gia trước khi đến tìm tới trọng vân khang mang về long gia mà thôi Nàng cũng không muốn đồ thôn, càng không muốn để bất luận kẻ nào vì thế tử vong, từ nhỏ bị gia gia Long Khuê che chở lớn lên nàng, cũng chỉ tại Long Bí trong quân trải nghiệm qua sinh tử vô tình. Dưới mắt, Long Á đối mặt cái này từng trương thuần phát chất phát, lại bởi vì chính mình mà kinh ngạc thất vọng gương mặt, Long Á có chút thất thần, đạm mạc thần sắc hơi bối rối, run rẩy nói: "Không phải, không phải như vậy, ta không muốn biến thành dạng này." Mà dưới đấy, Lỗ Kỳ cùng dư lão thì là vô cùng phẫn nộ đem bọn nhỏ bảo hộ ở dưới thân, lỗ sáng càng là vịnh trọng vân khang, lớn tiếng đối trên trời bóng hình xinh đẹp, gầm thét lên. Nàng không phải vưu á, nàng là Long Á. Nàng chính là đến thượng Long Thôn giết chúng ta. Nàng là người Long Gia, cái này một cái chớp mắt, chưa hồi thần thôn dân cùng bọn nhỏ ánh mắt đột nhiên ảm đạm, bọn hắn khó mà tin được trước mắt hiện thực, khuôn mặt tất cả đều là khổ sở cùng thất vọng, cái kia trị liệu lỗ kỳ, đem bọn nhỏ mang về thượng Long Thôn, lại giúp đỡ bố trí kim long cấm chế người thế nào lại là người của long gia òa wow, bọn nhỏ ánh mắt bắt đầu lấp lóe cho dù không chịu tin tưởng sau lưng lỗ kỳ nhà phế tích cũng đã chứng minh hết thảy tùy theo từng tiếng lừa đảo từng đạo nộ hỏa nương theo lấy ánh mắt nhìn chăm chú tại long á trên thân lớn như vậy không gian bên trong tất cả mọi người tự như gào thét mang yêu thú hận không thể đem long á chém thành muôn mảnh lừa đảo người cái này lừa đảo đại tỷ tỷ ta chán ghét ngươi ngươi cùng người long gia đồng dạng đều là ác nhân vưu á tỷ tỷ ta hận ngươi ngươi là thượng long thôn tội nhân ta lang lang cũng không tiếp tục thích ngươi hư không bên trên long á trên mặt âm tình biến hóa trầm mặc không nói chưa bao giờ có xấu hổ cảm giác chiếm cứ mềm yếu cánh cửa lòng ngươi còn có cái gì có thể nói tô giật trừng mắt long á trong tay huyết ma sát thần kiếm lại một lần nữa vung lên thừa dịp trong thân thể còn chưa triệt để xói mòn kim long khí tức Tô giật nghĩ một lần tính giải quyết hết Long Á cùng Long Sơn, thê cười một tiếng, Long Á thân thể lão đảo lui lại, cầm trường tiên hai tay cũng như không có xương cốt trụ xuống, tóc vàng lộn xộn, mắt thấy tô giật, lại vô cùng kiên nghị, vô luận ngươi có tin hay không, ta không muốn dạng này. Nhưng là, ta sinh là người Long Gia, điểm này sẽ không cải biến, chương 2084, chính là cái kia tô giật, ha ha ha, hỏa diễm bên trong tô giật quát lên một tiếng lớn khổng lồ hỏa diễm thân thể lại một lần nữa bành trướng, lớn tiếng phẫn nộ quát, đã như vậy, vậy liền không có lựa chọn. Muốn trách thì trách ngươi là người Long Gia đi, oanh. Trong cùng phong, Long Á một quyển phiêu giật mái tóc dài vàng ống bị cao cao tạo nên, Long Á đôi mắt đột nhiên co lại, đã bị tô giật cùng bạo sát khí rung động ở, chỉ thấy tô giật cao cao dơ lên huyết ma sát thần kiếm, bắp thịt cả người bỗng nhiên bạo liệt, điên cuồng vang động. Bá đạo lăng tuyệt khí thế từ trên thân tô giật phiêu giật mà ra, huyền ảo khó dò tinh hồng thân kiếm trước người xẹt qua một cái cự đại đường vòng cung, lập tức sắc bén hung hãn mũi kiếm lăng không đánh rớt, nhắm ngay Long Á đầu chém vào mà đi. Mà Long Á ánh mắt lại một mực quan tại hỏa diễm thân ảnh bên trong, nhếch đôi môi, phiền muộn thất thần, nhất thời quên di động, đen nhánh vết nứt không gian bên trên, chật vật Long Sơn trọng mắt liên tục chuyển động, đột nhiên chợt quát lên, chớ có làm tổn thương ta nhà tiểu thư. Trong lúc đó, Long Sơn từ hư không phía trên, tay áo nhanh chóng huy động, một giải lụa hướng phía dưới đáy thôn dân mà đi, súc sinh. Giữa không trung tô giật dừng lại thế công, lập tức hai mắt trợn trừng, một đoàn diễm hỏa từ quanh thân quanh ra, thấy thế Long Á cũng là hô hấp đột nhiên ngừng, quay đầu lại, hung tận nhìn qua Long Sơn, thịnh nộ nói, Long Sơn. Ngươi làm cái gì? Tô giật cùng Long Á đồng thời một chấn, chỉ thấy Long Sơn khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, vẫn quát lớn, đi. Nếu ngươi không đi không kịp trọng vân khang lần sau trở về lại thu những này kim long huyết mạch giữ lại cũng là tai họa trên mặt đất ngửa đầu nhìn qua trút xuống kim quan tắm lụa tất cả thượng long thôn dân nhất thời hít sâu một hơi hai chân cứng nhắc đạo này nguyên vực cảnh tắm lụa nếu như nền xuống thượng long thôn tất nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát long sơn cho dù trước khi đi cũng không muốn kim long huyết mạch có bất kỳ một chi thất lạc ở bên ngoài nháy mắt đã không để ý tới long á tô giật nhanh chóng lắc lư như chấp vật vận chuyển toàn thân nguyên khí, đem cuối cùng một đạo kim long khí tức hướng phía tấm lụa chảy ra mà ra, âm âm, che khuất bầu trời quan mang tại cao cao bầu trời nổ vang, một đạo quan huy va chạm vào nhau tại thượng long thôn đỉnh đầu vỡ ra, long sơn kim quan tấm lụa cuối cùng hóa thành một đoạn ống ánh mây khói phiêu tán, thuận lan tràn ra sóng xung kích, lòng á hung ác đập mạnh một cước, cắn răng, xoay người trở lại màu đen vết nứt không gian bên trên. Trên không trung, rơi xuống một đạo thanh âm đạm mạc dịch túc, ta lừa gạt ngươi, nhưng ngươi cũng đồng dạng lừa gạt ta. Nguyên tông kim long huyết mạch, sau này ta ngươi lẫn nhau không thiếu nợ nhau, hôm nay ngươi hộ thượng long, ngày khác gặp lại hẳn là đối đầu. Long á nộ trừng một chút long sơn, đối cứng mới long sơn một chiêu cực kỳ tức giận, đi đầu một bước chui vào khe hở bên trong, long á sau khi đi, long sơn ánh mắt chuyển động. Trở lại âm lãnh đánh giá giữa không trung hốt hoảng bố trí thủ hộ bình chướng tô vật, tô vật ta muốn ngươi chết không yên lành. Long Sơn âm lãnh thanh âm cấp tóc bay xuống, Long Sơn tà mị cười một tiếng, lại lần nữa đại bạo lắc một cái, lập tức cũng trốn vào sắp quan bế trong khe hở. Mà lúc này, một viên kim sắc viên cầu lặng yên từ khe hở bên trong cấp tóc bay ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, tự như lưu hỏa hàng thế, thống lĩnh đại nhân. Trọng Vân Khang che lấy vết thương, quát lớn, dịch túc đại ca. Lỗ sáng cũng là hướng phía hư không, ánh mắt trung động như lưu tinh vẫy hôm khác tới kim sắc viên cầu, cấp tốc đem dọc đường không khí thiêu đốt thành mảnh vỡ, lưu quan dị sắc, thả phát ra kinh khủng tiếng long ngâm. Trọng Vân Khang nhận biết rõ ràng, biết kia là long gia ám khí sát chiêu, muốn diệt thượng long tâm, hay là bất tử. Long sơn chi hung ác, có thể thấy được chút ít, âm. Lại không thể nghi ngờ nghi ngờ, lỗ sáng gầm thét một tiếng, dưới chân trùng điệp đạp mạnh, toàn thân nguyên khí phòng lên, hướng phía tô giật chạy như bay mà lấy lại tinh thần tô giật, tự nhiên cảm thấy được sau lưng âm thanh xé gió, bất đắc dĩ toàn thân nguyên khí đã chảy hết, khó mà xoay chuyển trời đất, nhất thời ánh mắt ngưng trọng, yêu thần chiến khải. Tô giật trong lòng một trận gầm thét, vừa dứt lời, yêu dị quan mang chấp động, bao trùm quanh thân, tô giật cùng lỗ sáng hai người trên hư không thân ảnh giao thoa, chợt phía sau một đạo mãnh liệt bạo tạc sóng xung kích giữa không trung vang vọng, âm âm, bạo tạc vang vọng một nháy mắt, ánh lửa vẫy ra, oanh minh tự như đất bằng kinh lôi, lỗ sáng hai mắt nhắm lại, ra sức đem trước ngực mặt dây chuyền hung hăng giật xuống, bỗng dưng, một cổ bàn bạc khí lực đem hai người bao trùm, tự như viên cầu ngăn cản được ngoài thân ngập trời năng lượng khí đợt công kích, âm, lỗ sáng vừa tiếp được tô giật, cũng bởi vì hung mảnh kình phong bị thổi tan đến già xa, mà bị năng lượng bao trùm tô giật cũng bởi vì vỡ bờ, kinh mạch bên trong nguyên khí đột nhiên ngưng trệ, mắt tối sầm lại, âm, tại không trung. Tô giật hai chân mềm nhũng, tự như một đài mất đi động lực xe ngựa, trùng điệp từ tầng trời thấp quảng xuống, đem quảng trường nện thành một cái hố sâu, nguy nan rốt cục giải trừ, thượng long thôn tất cả mọi người dỗ đến một chút súng lại đi lên, lỗ kỳ đem tô giật từ trong hố sâu đỡ ra, lúc này tô giật, không thể bảo là không chật vật, mượn nhờ thủ hộ đại trận, mạnh mở kim long chân thể, thêm thượng thần bí quan đoàn mang đến di chứng, mang đến hậu quả ngay cả tô giật đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Chống tại lỗ kỳ trên bờ vai, mũi chân trên mặt đất kéo lấy tô giật không cần nghĩ chính mình nhất định thê thảm vô cùng hít sâu một hơi tô giật tận lực bảo trì khí tức bình ổn nhìn trộm trong kinh mạch lại một lần nữa tổn hại địa phương lắc đầu dịch túc đại ca ca thống lĩnh đại nhân dịch túc huynh đệ tất cả mọi người ở đây trông thấy tô giật còn có ý thức đều là thở dài một hơi ánh mắt lo lắng mà nhìn xem tô giật mà nơi xa đứng lên lỗ sáng đồng dạng đầu rơi máu chảy mặc dù có vô lượng môn năng lượng lòng ánh sáng bảo hộ, nhưng là lông da ám khí như thế nào một cái nguyên hư cảnh có thể tiếp nhận. Rung rung rảy rảy từ trong đám người đi tới, lỗ sáng nửa mở mắt, một cái khác mắt đã sưng đến mức hoàn toàn không mở ra được, run giọng nói, dịch túc đại ca, ngươi không sao chứ. Lỗ sáng cảm thấy thật có lỗi, trước đó thái độ đối với tô giật thực tế là không có ý tứ, tô giật thê thảm cười một tiếng, chính mình há lại loại kia người nhỏ mọn, ánh mắt ôn nhu rơi trên người lỗ sáng, cười nói, ta gọi tô giật, về sau các ngươi gọi tên thật của ta liền tốt. Nói, tô giật dính đầy huyết dịch hai tay ở trên mặt một vòng, liền một lần nữa biến thành nguyên bản thanh tú cương nghị khuôn mặt, tô giật. Vừa nghe thấy cái tên này, lỗ sáng cả người như là gặp ma, hơi khép mắt nhìn xem đột nhiên trở nên tuổi trẻ tô giật, còn trẻ như vậy. Lỗ sáng ngược lại nuốt nước miếng một cái, phiết lên miệng, lập tức lại bị dẫn dắt đau đến khang giọng nhếch miệng không thể tin xích lại gần phân biệt lấy tô vật diện mạo trước mắt tô vật rõ ràng cũng liền mười tám mười chín tuổi lớn hơn mình không được quá nhiều nhưng thẳng đến trông thấy tô vật trong tay cái kia thanh kỳ quái huyết ma sát thần kiếm lỗ sáng lúc này mới ánh mắt tỏa sáng vững tin không nghi ngờ bàn tay không chỗ ở điểm mặt đất đầu như là chim gõ kiến đối dư lão còn có phụ thân của mình lỗ kỳ kích động hô to thôn trưởng phụ thân không sai. Mới thủ hộ đại nhân chính là mấy ngày trước đây huyết tẩy thánh sơn tô giật, cái kia thiên kiêu chi vương, dũng đoạt thiên phong bài vị chiến thứ nhất, thiên rất lửa nóng tân tinh, tô giật A. À. Chương 2085, vô lượng môn khai chiến, ô, nghe vậy, lỗ sáng cùng dư lão, thậm chí trọng vân khang đều một bên cạnh, tràn đầy hoảng sợ đánh giá người trẻ tuổi trước mắt này, thực tế nghĩ không ra, như thế non nớt niên kỹ, lại có phá vỡ thánh sơn, cùng long gia đối nghịch kinh thiên năng lượng lão hữu thực tế là sống uổng phí nhiều năm như vậy cho dù là nửa bước nguyên thiên cũng không có thống lĩnh đại nhân nửa phần dũng khí a trọng vân khang trùng điệp khục một ngụm mỉm cười bất đắc dĩ bên trong lại tràn đầy khâm phục sau đó lại đảo mắt đám người thần sắc trang nghiêm thượng long thôn dân nghe lệnh sau này tất cả mọi người nghe tô giật đại nhân hiệu lệnh tô giật đại nhân là kim long đại nhân khâm định thần long thống lĩnh không được chống lại, thoại âm rơi xuống, tất cả thôn dân trên mặt lướt qua chấn kinh ngạc, lập tức, mỗi một vị thôn dân lôi kéo riêng phần mình hài tử hướng phía tô giật quỳ lạy làm lễ. Bây giờ, Trọng Vân Khang tự mình thừa nhận nó thân phận, tăng thêm ngăn cơn sóng giữ cứu vất thượng Long Thôn, tô giật sớm đã trở thành trong lòng bọn họ thần linh, lại không dám có một chút điểm không tôn kính, đại ca ca. Tiểu Thiến, lang lang mấy đứa bé, hai mặt nhìn nhau, còn không biết chuyện gì phát sinh, rụt rè phải có chút nhăn nhó. Nhất thời, dư lão sắc mặt trắng bệt, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, mang theo răng dậy nói ra, còn gọi đại ca ca. Về sau muốn tôn xưng thống lĩnh đại nhân? Không được vô lễ, dư lão đục ngầu trong mắt lập tức nghiêm túc vô cùng, mấy tên hài đồng dọa đến trốn ở đại nhân sau lưng. Đối mặt loại này tràn diện, tô giật không khỏi mỉm cười, mắt thấy quanh mình đã thành phế tích địa phương, thở dài, dư lão, thương thế của ngươi đã hoàn hảo dư lão dùng nguyên hư cảnh cửu trọng thực lực cứng trắng mở thủ hộ đại trận mặc dù chỉ là tá lực đã lực nhưng y nguyên bị thương rất nặng nghe tô giật ánh mắt mọi người đều rơi vào dư lão trên thân tràn đầy lo lắng thống lĩnh đại nhân ta còn tốt nói xong gầy còng lòng ngực liền bắt đầu thở không ra hơi như là kéo ống bể ho khan không thôi cho dù là có tô giật linh dịch hộ thể đối với một vị tám chín mươi tuổi lão giả đây đều là không thể vãn hồi thương tích sau này các vị có tính toán gì? Tô giật yếu ớt nói, ánh mắt hơi có vẻ mỏi mệt, âm, thượng long thôn tất cả thôn dân trăm miệng một lời, như là ước định cẩn thận đồng dạng, thấp giọng nói, nghe theo thống lĩnh đại nhân an bài. Trọng Vân Khang cũng là mặt giãn ra mỉm cười, tràn đầy chưa bao giờ có nhẹ nhõm, bây giờ có tô giật, mọi người liền như là có chủ tâm cốt, có tô giật tại, chính là gia viên, lại một lần nữa cảm giác được bị trân quý cùng có tư vị, tô giật nhỏ bé gật đầu, thân kiếm chống đất, ánh mắt đảo mắt một vòng, chuẩn bị nói chuyện. Xoẹt, lúc này, sau lưng một đạo hoành không xuyên qua vết nứt không gian trống rỗng sinh ra, người ở chỗ này đều là trong lòng lắc một cái, chẳng lẽ là người của Long gia ngóc đầu trở lại. Tô giật ánh mắt nháy mắt lăng lệ, lông mi vẫy một cái, nhìn về phía chân trời, lập tức thoải mái, lắc đầu, đối lỗ sáng cười nói, tiểu sáng, bọn hắn là ngươi khai ra đi, tô giật, ngươi ở đâu? Tô giật, một đạo non mềm bên trong mang theo vội vàng cùng mềm nhu thanh âm thuận gió núi quét mà tới. Trong vết nứt không gian một đạo màu xanh nhạt bóng hình xinh đẹp cấp tóc dáng lâm mà đến, lớn tiếng dọa người. Xa xa nhìn lại, một kiện thanh lịch đơn giản trên quần áo, sinh động như thật vẽ lấy sơn thủy đồ án, trang nhã thanh tú. Nữ tử từ không trung phiêu đảng mà đến, trong mắt lại tựa hồ bịt kín một tầng hơi nước, phấn nộn cánh môi như là đầu xuân cốt đóa cùng long á vũ mị xinh đẹp là hoàn toàn hai loại khái niệm long á nghĩ tới đây tôi giật trong lòng hơi trầm xuống đã không phải huyết mạch di tộc mà là người long gia tôi giật hỏi mình tiếp theo về một kiếm này hẳn là sẽ không chút do dự vỗ xuống suy nghĩ ở giữa nữ tử phi tóc đi vào bên người mọi người lỗ sáng có chút xấu hổ ngượng ngùng đánh trước một cái bắt chuyện vũ nhu sư tỷ vừa dứt lời một cổ thiếu niên hồng nhuận nhảy lên bên tai người đến chính là vô lượng môn hàng vũ nhu vừa từ phụ thân nơi đó nghe thấy tô giật tin tức, liền cuốn lấy muốn tới, tiểu sáng. Rõ ràng không biết lỗ sáng làm sao cũng ở nơi đây, hàng vũ nhu vẫn gật đầu, liền đem lực chú ý toàn bộ thả trên người tô giật, tô giật. Có bị thương không? Cho ta xem một chút, có đau hay không? Từ lỗ kỳ trong tay tiếp nhận tô giật, trên dưới nhẹ vỗ về tô giật, lầm ly máu tươi nhói nhói hàng vũ nhu hai mắt, nhất thời con mắt hồng nhuận. Từ ngự thiên hồn thi đấu từ biệt sau đó, Tô Giật liền chưa từng gặp qua hàng Vũ Nhu, lúc này trước công chúng bị quan tâm như vậy, Tô Giật có chút xa là xấu hổ, Vũ Nhu cô nương. Ta còn tốt, không có gì. Tô Giật nhếch miệng, hàng Vũ Nhu còn là lần đầu tiên gặp mặt như vậy hào phóng, thuộc về nhà bên mạnh mẽ hình, nhưng là phần ân tình này, lại làm cho Tô Giật trong lòng ấm áp, nhìn thấy Tô Giật không quá thuận theo, hàng Vũ Nhu nộ trừng lấy Tô Giật, nhẹ nhàng lông mi dặm tràn đầy oán trách biết ngươi cùng long gia có thù thế nhưng là cũng không thể cứ như vậy dùng sức mạnh a à. long gia cũng không phải thánh sơn có thể sừng sững thiên rất thứ nhất không có có chút tài năng sao tô giật mỉm cười gật đầu thuận theo hàng vũ nhu giáo huấn liên tục xưng là lời nói cậu thả lý không cậu thả long gia nguyên vực cảnh cường giả bằng vào kim long huyết mạch cường hãn lực công kích cùng cực mạnh huyết nhục thực lực hoàn toàn có thể làm được cùng thánh hỏa chi lưu toàn lực nhất chiến lần này, nếu như chính mình không có mở kim long chân thể, chỉ là dựa vào chính mình vượt qua giai cấp chiến lực trực tiếp bên trên, chỉ sợ bị thương sẽ chỉ càng nặng. Long gia, quả nhiên là một cái kinh khủng tồn tại a. À. Khó trách Long quản đối kim long huyết mạch chưa từ bỏ ý định, đến bây giờ đều muốn mở ra kim long bí cảnh. Nhưng càng là như vậy sốt ruột, tôi giật ngược lại trong lòng yên ổn, cái này chứng minh, kim long bí cảnh, long gia đến bây giờ còn không có mở ra. Thống lĩnh đại nhân thống lĩnh đại nhân. Lại là một trận trầm muộn tiếng trống từ phía chân trời truyền đến, không cần quay đầu lại, tô giật cũng biết là hàng vũ long đến, khoan hậu thân thể tự như một con hình người hung thú lao đến, mang theo trong không khí bay động phong hỏa, ta tại đây. Tô giật lắc đầu cười khổ, đây đối với cha con đối với mình thật đúng là dị thường quan tâm, hàng tông chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Dư lão cùng trọng vân khang mang theo chấn kinh, mọi người và vô lượng môn nguồn gốc không cạn, nhưng vẫn là lần thứ nhất trông thấy hàng vũ long quan tâm như vậy một người. Hàng vũ long trên mặt ý cười, sáng rực ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua sau đó, thương thế của mọi người thu hết vào mắt, nhất thời long mày trầm xuống. Nâng lên mắt hổ, hàng vũ long đến gần tô giật, ánh mắt cấp tóc dừng lại tại vết thương máu chảy dầm về bên trên, nhìn qua hàng vũ nhu thiến long mày nhíu lên, nhà đầu này, ngươi nghe nói ngươi thụ thương. Nói cái gì cũng phải theo tới a à hàng vũ long có chút thật có lỗi hàng vũ nhu thủy linh mắt to sau khi nghe xong trừng được càng thêm tròn quát nói cha còn đứng ngay đó làm gì mang tô giật về nhà a à, khi thống lĩnh đại nhân ý tứ hàng vũ long nguyên khí quán chú trên người tô giật nó thể nội nguyên khí đã như một ngụm khô cạn giếng cổ mà người bên cạnh cũng đều là thù cực nặng tổn thương tô giật chú ý tới hàng vũ long ánh mắt đem ở đây người đều nhìn một lần ngụ ý rõ ràng là đem vô lượng môn phải chăng cùng Long Gia trở mặt quyết định giao cho mình. Chương 2086, đột phá, âm thầm trầm ngâm, nâng lên mày kiếm, tô giật tinh mâu chỗ sâu hiện lên một tiên ngoan lệ, nói, đi đến một bước này, nên thấy rõ ràng. Thiên rất kim long huyết mạch chỉ có hắn Long Gia một người a. À. nghe vậy, hàng vũ Long sửng sốt một chút thần, lập tức gật đầu cười to, cười sang sảng nói, dư lão. Mây khang đại nhân, đi về vô lượng môn. Vô lượng môn sau này chính là nhà của các ngươi, đi thôi. Tô giật mỉm cười, tô giật nói câu nói này, đem thượng long thông giao cho vô lượng môn, tương đương với đem vô lượng môn cùng chính mình chăm chú buộc chung một chỗ. Toàn bộ vô lượng môn từ nay về sau sẽ cùng tô giật đồng sinh cộng tử, cái này tự nhiên là hàng vũ long cực độ khát vọng sự tình, bởi vì chính mình kim long huyết mạch. Vô lượng môn những năm này trong bóng tối đều bị Long Gia trấn áp, làm sao cũng không phù hợp tính cách của hắn a à. dứt lời hàng vũ long vung tay lên trừng mắt chào hỏi sau lưng một đám cường giả cấp tốc đem mang đến thuốc trị thương đều cho thượng long thôn làm sơ chỉnh đốn liền dẫn thượng long thôn đám người về vô lượng môn sắp chia tay thời khắc đám người trở lại đánh giá mảnh này cố thổ người ở chỗ này đều là nước mắt bà sa mắt lộ ra không bỏ mảnh này nóng thổ mặc dù đơn giản không có quá nhiều trang trí linh khí cũng thiếu thốn nhưng là mỗi một vị thượng long thôn dân cố hương, cố hương như minh nguyệt, thường đeo ấm lòng ở giữa, xoay người sang chỗ khác thời điểm, không chỉ là lỗ sáng, còn có lỗ kỳ, dư lão bọn người treo ở khóe mắt lại là vô cùng cứng cỏi, đám người rõ ràng, thượng long thôn thức tỉnh. Rốt cục đến lúc đó, chính thức cùng Long Gia khai chiến, tô giật trong lòng tính toán, hiện tại Thánh Sơn đã thanh, tuyết hồng lâu đến lúc đó sẽ đứng tại phía bên mình. Mà vô lượng môn, nằm yêu tông, tăng thêm ngự thiên cung cùng hỗn loạn vực bá vương tông, hợp tứ tông chi lực, đã không tầm thường. Tô giật rõ ràng, cách chân chính đạp lên long gia, thời gian đã càng ngày càng gần, lưu cho chính mình biến cường thời gian càng là còn thừa không có mấy. Rất nhanh, đi theo hàng vũ long bọn người, trở lại sông núi Tú Mỹ, linh khí dư giả vô lượng xuyên. Vô lượng xuyên bên trong, thường nói, vô lượng sơn biển, nước mềm sơn ấm, vô lượng sơn bên trên, thiên nham cạnh tú, thanh sơn như lông mày, xanh biết sơn cảnh bên trong, thanh u tú lệ, có cây xanh ung, um, như đóng cây có chừng ngàn năm trưởng linh, vô lượng môn liền ở chỗ này. Trên đó lượng lờ linh khí có thể so với ngự thiên xuyên, tuyệt đối là tu luyện tuyệt hảo chỗ, vô lượng hai chữ liền lấy vóc người vô biên, không phải là phàm phu tâm lực đi tới chi ý. Mà mênh mông ba quan vô lượng biển ven bờ bên trên, vách đá cao ngất, kiếm phong ngàn trượng, cùng cao ngất vô lượng môn hình thành so sánh rõ ràng. Trên vách đá có vô số cái vô lượng môn chế tạo tu luyện bí huyệt, trong đó rộng lớn vô biên, bảo lưu lấy vô lượng môn thế hệ tham tu pháp điển, là vô lượng môn hạch tâm đệ tử mới có thể đi vào chỗ tu luyện. Mà tô giật thì được an bài tại bí ẩn nhất trong huyệt động nhất mịt mờ bên trong mật thất, bị vô lượng môn tầng tầng bảo vệ, liền ngay cả thượng long thôn người cũng không thể tùy ý quan sát, vừa tới vô lượng môn đầu một ngày. Tô giật sinh hoạt thường ngày chi phí toàn bộ từ hàng vũ nhu dốc lòng chiếu cố. Trừ cái đó ra, hàng vũ nhu càng là lo lắng tô giật khôi phục cho dù tô giật không vui lòng cũng sẽ mỗi ngày định thời gian phái môn bên trong thủ tịch chế dược trưởng lão đến đây xem xét chẩn bệnh một lần lại một lần bị tô giật cự tuyệt hàng vũ nhu cũng từ bỏ tưởng niệm tô giật chỗ mật thất triệt để an tĩnh lại không người thăm viếng căn này từ nguyên tinh thạch chế tạo tuyệt hảo mật thất vừa vặn có thể để tô giật mở rộng thần bí không gian luận đến trị liệu luận đến linh dược ai có thể hơn được chính mình âm âm ngồi xếp bằng thần bí không gian bên trong huyền ảo năng lượng phô thiên cái địa trải ra ở trong mật thất, tô giật cả người đều ngâm mình ở linh trì bên trong, nhanh chóng liệu càng bên trong, khác liền uống linh dịch, đói liền nhai một nhai bích huyết linh tham lưu lại xuống tới tham tu, không gian bên trong, các loại đang dược đầy đủ mọi thứ, bị xích phi hồng chỉnh chỉnh tề tề xếp tại bên cạnh mình, nhìn qua bên cạnh tô tiểu soái nằm ngáy o o, tô giật không tự giác khẽ gắt một tiếng, đại ca ngươi kém chút kém chút đều muốn treo, cũng không biết hỗ trợ ngươi muốn ở đây ta đi long gia cũng nhiều một phần lực lượng a à. trùng điệp tháng một tiếng nhớ tới tô tiểu soái ngày bình thường không coi ai ra gì bộ dáng tô giật vẫn có chút hoài niệm đây chính là còn sót lại thế gian duy nhất thần linh phượng hoàng nhưng là chân chính linh thú a thật lâu thức tỉnh không đến tô giật đối nó cũng là không có biện pháp trong lòng trầm ngâm có lẽ thật muốn đối mặt thái cổ đại kiếp ngày đó cái này tiểu mập mạp mới có thể tỉnh lại đi lắc lắc đầu tô giật đóng chặt hai con ngươi đem vỡ vụn thân thể toàn bộ ngâm mình ở tại linh dịch trong ao hết sức cảm thụ được linh dịch năng lượng thuận lỗ chân lông tiến vào kinh mạch cảm giác kỳ diệu vừa mới vào nhập linh dịch trì kinh mạch liền bắt đầu bị một tầng năng lượng mạng mỏng bao khỏa mênh mông năng lượng làm dịu kinh mạch tô giật sau lưng tinh thần hư ảnh lại lần nữa xuất hiện tinh hà mênh mông không ngừng lưu chuyển tô giật dần dần quanh thân bao phủ lên một đạo bàn bạc vần sáng khí tức nhìn qua trong đan điện một chút xíu tụ tập lại huyền linh lửa dịch tô giật trong lòng khẽ nhúc nhích, đi qua luân phiên cùng cường giả khủng bố chiến đấu, kinh mạch cùng huyết nhục cũng gánh chịu người bên ngoài khó có thể tưởng tượng lịch luyện, lần lượt xé rách, lần lượt trọng sinh. Tô giật lúc này phát hiện, đang điện khí huyết không ngừng tràn đầy quá trình bên trong, thứ 21 cửa trước cũng bắt đầu có buông lỏng dấu hiệu, muốn đột phá. Tô giật thấp giọng vui vẻ nói, khóe miệng một đạo mỉm cười vui vẻ dơ lên, thực lực là mình bây giờ nhất hoặc thiếu, nhớ tới long quản kia nhìn trộm không rõ thực lực tô giật trong lòng liền tràn ngập ngưng trọng lập tức hết sức chăm chú hai mắt nhắm chặt lấy tỉnh khí liệu càng chỉ chốc lát sau ẩn nấp tại không gian bên trong năng lượng tinh ti nhao nhao như là mưa to đánh vào tô giật trên thân thể quanh thân lao nhanh mà ra khí tức cấp tốc ba động cao tốc xoay tròn tiếng oanh minh như là hiển hách phong lôi bắn nổ tiếng oanh minh vang vọng quanh không trung quang mang lấp lánh giống như hàng vũ nhu vô lượng môn bên trong hàng vũ long vừa về đến chính là bận tiếu tiết như là chuẩn bị chiến đấu vô lượng môn là một núi hai giáo ba tông bốn môn một trong thể lượng nhưng cùng thánh sơn có thể liều một trận hàng vũ long làm sáu lục ba châu một biển siêu cường nhân vật niên kỷ vẫn chưa tới biết thiên mệnh chi niên đã nguyên tông cảnh cửu trọng tu vi tại vô lượng môn bên trong nói là một không hai tuyệt đối quyền uy nhưng là nâng lên nâng toàn môn chi lực đối kháng long gia một mình đối mặt ngày này rất cường thế nhất tồn tại cùng muốn chết không có gì khác biệt, vô lượng môn bên trong ý kiến phản đối không ít, thượng long thôn lúc, tô giật đã biểu lộ cõi lòng, muốn cùng long gia toàn lực nhất chiến, cái này như là cho hàng vũ long ăn một viên thuốc an thần, thân là kim long huyết mạch hàng vũ long sớm đã không kịp chờ đợi, vừa về tới trong môn, dàn xếp xong kim long di tộc, liền tiếp theo tổ chức hội nghị, nhằm vào long gia cường giả chỗ sách kim long kế hoạch, trực tiếp toàn bộ phủ định, cùng trưởng lão trên dưới chuẩn bị, vô lượng môn nhiễm nhiên tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Hàng Vũ Long chỉ hy vọng tại tô giật xuất quan ngày, vô lượng môn có thể trên dưới thống nhất, đồng tâm hiệp lực ứng đối Long Gia. Trong môn trên dưới, từ trưởng lão đến chấp sự, lại đến các đệ tử đều biết đây đối với cha con một ngày này đều bởi vì một cái thần bí đại nhân vật tiến đến mà loay hoay không ngớt. Chương 2087, tuyệt không vứt bỏ, tại vô lượng môn chữa trị hai ngày, thời gian phi tóc mà qua, từ ngoại bộ hướng bên trong nhìn, bí huyệt trong thạch thất đã thật lâu đều không có động tĩnh. vào đêm gió biển thê lương hàng vũ nhu mái tóc đen sung dài như thác nước nguyệt trong mắt ánh sao lấp lánh tại ngân hoa chiếu rọi càng là da thịt như son xinh đẹp khói nhẹ thế nhưng là nàng bây giờ không có bất kỳ cái gì tâm tư thưởng thức cái này không sáng biển tuyệt mỹ cảnh đêm cả trái tim đều treo tại trong mật thất tô giật trên người đệm lên mũi chân dò xét dài cổ hướng phía bên trong mật thất nhìn quanh hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng không biết tô giật ở bên trong khôi phục được thế nào, có thể hay không gặp được khó khăn gì. Hàng Vũ Nhu càng không ngừng đối với mình đặt câu hỏi, nhíu lên lông mày tự như hai đạo trăng non, riết, bốn phía hiện ra nhàn nhạt mùi tanh gió đêm gào thét, tự như tê minh cú vọ vạch phá thiên tế, đem Hàng Vũ Nhu trên trán tóc xanh cao cao quét dơ lên. Hàng Vũ Nhu đứng thẳng lấy chậm rãi dáng người, nhếch môi đỏ, hai tay dọc tại trước ngực, non mềm gương mặt nổi lên hiện ra một loại nói không nên lời nhàn nhạt ai oán hồi tưởng lại trước đó, cùng chỗ Vân Châu, Ngự Thiên Cung đại hôn tin tức truyền đi xôn xao, cho dù chỗ sâu cung bên trong, nàng lại thế nào khả năng không biết, kia mấy ngày, nàng cả người đều như là lâm vào trống rỗng cùng sơn tổn thương bên trong, chính nàng cũng không biết, khi nào đối cái này nam nhân động tâm, là tại tỏa Vân Quận lần đầu gặp mặt. Hay là bên trong chấn trước phong anh dũng cứu mình? Hay là ngự thiên hồn thi đấu bên trong dũng đoạt thứ nhất? Hay là đủ loại truyền miệng thiên tài thần tích, đối mặt dạng này một cái vĩnh viễn một bộ không quan trọng, lại sao bất luận kẻ nào đều muốn quan tâm suy nghĩ trong lòng, liều tính mạng cũng muốn thủ hộ tâm trung sợ ái người, chỉ sợ không có người sẽ không động tâm. Hàng Vũ Nhu từ tiểu một mực bị Hàng Vũ Long nâng ở trong lòng bàn tay, tự nhiên cũng mơ hồ sẽ án lấy có thể bảo vệ mình, quả cảm gánh chịu mô bản đi tìm người trong lòng. Cho dù tô giật đã thành hôn, khi biết tô giật xảy ra chuyện tin tức, Hàng Vũ Nhu trong lòng thiên nhân giao chiến sau đó, hay là ngay lập tức chạy tới. Lúc ấy, hàng vũ nhu trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, muốn dẫn tô giật bình yên trở về, dù là hết thảy là chính mình mong muốn đơn phương. Thâm thúy bầu trời đêm, tỉnh mịch kéo dài, ba quan sáng sủa ở giữa, hàng vũ nhu trùng điệp lắc lắc đầu, khiến cho chính mình không tại suy nghĩ những vấn đề này. Đã qua hơn nửa thưởng, gió biển cũng giống như dừng bước, hàng vũ nhu thoải mái dơ lên khuôn mặt, lắc lắc đầu tự dễu cười một tiếng, thấp giọng thì thầm nói, vũ nhu a à vũ nhu, ngươi cũng thật ngốc hắn thiên địa như thế nào lại tại cái này vô lượng môn, tại ngươi hàng vũ nhu trên thân đâu? Nơi xa, chỗ tối một đạo thân hình khổng lồ phản phất thở dài một hơi, một đôi lấp lánh mắt hổ bên trong tuôn ra một tia tinh thần chán nản, oanh, bỗng dưng. Hàng vũ nhu sau lưng một mảnh nhỏ không gian bên trong trống rỗng chập trùng ra từng cơn sóng gợn, chính là hàng vũ Long nện bước bước chân nặng nề đến đây. Đi qua hai ngày, tại hàng vũ Long lực bài chúng nghị phía dưới, vô lượng môn rốt cục thống nhất ý kiến, thượng long thôn huyết mạch cũng đồng ý bị tạm thời an trí tại vô lượng môn bên trong nữ nhi tôi giật còn không có ra sao nghe phía sau phụ thân thanh âm hàng vũ nhu toàn thân run nhẹ lên duỗi ra nhu đề làm bộ vuốt mắt đem khóe mắt ướt ác cấp tóc lau quay đầu mỉm cười nói còn không có đâu hôm nay là ngày thứ hai nhìn qua hàng vũ nhu sáng như rực rỡ dương bộ dáng hàng vũ long ngược lại ngạc nhiên một chút lập tức gật đầu trầm ngâm nói không có việc gì kia cha cùng ngươi cùng dứt lời hàng vũ long liền đem hàng vũ nhu tay nhỏ kéo hướng bờ biển bước đi đầy rẫy sáng lạng ba quan tự như dâng lên cá bạc tại màn trời xuống tràn ngập các loại màu sắc phát quan hai người ngồi tại trên bờ cát nhìn trời bên cạnh trăng sáng hàng vũ nhu thuận thế kéo lên hàng vũ long bả vai chóp mũi có chút chua chua nói nhỏ cha cùng tô giật ra ta liền không muốn ở tại vô lượng môn bên trong muốn đi ra ngoài đi một chút hàng vũ nhu ý tứ làm cha há có thể không biết mắt nhìn thấy sợ là trong môn nhìn cảnh sơ tình, không muốn ở tại vô lượng môn bên trong. Hàng Vũ Nhu từ tiểu kiều sinh quen nuôi, Hàng Vũ Long cảm thấy thở dài, làm sao nữ nhi của mình lệch đụng tới dạng này một cái chí cao ngất, tâm không tại nữ nhi của mình người. Hàng Vũ Long trong lòng thở dài, miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, úng thanh cũng bị đè thấp, tận lực ôn Nhu nói ra, Nhu nhi, ngươi nghe cha nói một cái cố sự được chứ, cha. Hàng Vũ Nhu nâng lên đầu, sương mù mông lung trong hai mắt phát ra một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Lúc trước có người thiếu niên, từ Tiểu Thiên Phú chính là kỳ cao, nhưng là thiếu niên này một lòng nghĩ đăng đỉnh võ đạo đỉnh phong, suốt ngày dằm tìm người so tài. Tại một lần bí cảnh lịch luyện bên trong, thiếu niên này bị một con yêu hoàng cảnh mang yêu thú hung hăng giáo huấn một trận, từ đây trên thân liền lưu lại cực nặng thương thế. Tu Vi rút lui, nếm tận ấm lạnh. Sau đó thì sao? Hàng Vũ nhu ánh mắt khẽ run đột nhiên phát hiện hàng vũ long mắt hổ bên trong có một tia dị dạng trong tông môn một ít trưởng bối nhưng không có từ bỏ hắn a à, vì hắn đi thăm vân châu tìm lược thiên rất cuối cùng rốt cuộc tìm được một cái cổ lão thôn xóm tục truyền cái này cổ lão thôn xóm có một loại kỳ lạ thần thú truyền thừa tông môn cùng thiếu niên phí hết tâm tư rốt cục tại trong thôn lạc đạt được truyền thừa người tán thành bị chỉ dẫn đến một cái gọi hỗn loạn vực địa phương đi tiếp thu chân chính thần thú truyền thừa hàng vũ nhu nuốt từng ngụm từng ngụm nước, tú Mỹ cao cái cổ ở dưới ánh trăng có chút co duỗi. hàng vũ nhu tự hồ nghe ra điểm chuyện xưa ý tứ, hàng vũ long rõ ràng là đang giảng giải quá khứ của mình, thế nhưng là thần thú truyền thừa không phải dễ dàng như vậy đây này. Thiếu niên lại kinh lịch thiên tân vạn khổ, mới rốt cục thu hoạch được cái này hy hữu huyết mạch, hàng vũ nhu ông lấy hàng vũ long cánh tay, đầu gối ở bành lên cơ bắp bên trên, thấp giọng nói, cha, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Khẽ cười một tiếng, Hàng Vũ Long thở dài nhẹ nhõm, nghiêng đầu đến, Dư Quan nghiêng mắt nhìn lấy chính mình cái này mai trên lòng bàn tay Minh Châu, nói nhỏ: đúng vậy a, à, thiếu niên này chính là cha, cổ lão thôn xóm chính là thượng Long thôn, thần thú truyền cũng chính là là Kim Long truyền thừa. Cha muốn nói là, năm đó vô lượng môn không hề từ bỏ cha, cha cũng không hề từ bỏ qua chính mình, càng không có sinh ra qua một tia trốn tránh suy nghĩ, dù là lại khó, cha cũng không có nghĩ qua từ bỏ. Hàng Vũ nhu nâng lên đầu trong mắt nháy mắt sinh ra một tầng liên liên hơi nước chỉ nghe hàng vũ long ánh mắt nhất thời kiên nghị long gia nhìn chằm chằm nhiều năm qua đem vô lượng môn dẫm tại dưới chân lần này ngoài sáng là mời cha đi hỗn loạn vực kỳ thật rất có thể chính là một đi không trở lại nhưng là cha không muốn lại trốn tránh cửa này nhất định phải đi cha hàng vũ nhu nhướng mày nguyên lai hạng vũ long không chỉ có là đang an ủi chính mình càng là tại nói với mình trước mắt vô lượng môn gặp phải nguy cơ nhất thời Hàng Vũ Nhu cũng không dừng được nữa trong lòng thương cảm chi tình, nhào trong ngực Hàng Vũ Long, nhỏ giọng sụt sùi khóc. Trong đêm tối, Hàng Vũ Long khuôn mặt lần thứ nhất trở nên hiền lành, duỗi ra khoan hậu thô ráp đại thủ, cười nhẹ vuốt ve Hàng Vũ Nhu mái tóc, tự như thì thầm nói, Kim Long huyết mạch không hề tầm thường. Ngay cả khang lão năm đó nửa bước nguyên thiên, cũng thua ở Long Gia mấy cái kia lão biến thái trong tay, một trận chiến này, vô lượng môn thua không nổi a à. Chương 2088, Vân Tiên Thành Mê, không đều là nửa bước nguyên thiên sao? Khang lão cũng đánh không lại sao? Hàn Vũ Nhu ngừng lại thúc thích, đây chính là long gia khủng bố a, à, kim long huyết mạch không hề tầm thường. Mà long quản huyết mạch càng là phát sinh vạn năm mới gặp trở lại bắt đầu biến hóa, có thể xưng long gia mạnh nhất, bây giờ đã nửa bước nguyên thiên hắn, có lẽ lập tức sẽ là phiến đại lục này cái thứ hai đăng đỉnh nguyên thiên người, cho đến lúc đó, liền thật không có người nào dừng được hắn thật khủng bố như vậy sao một vòng chấn kinh xẹt qua hàng vũ nhu hai con ngươi không tự giác nhỏ yếu thân thể bắt đầu rung động hàng vũ long bất đắc dĩ nhẹ gật đầu mắt thấy hàng vũ nhu cương nghị hai con ngươi vô cùng kiên định ngừng tiếng nói nhu nhi cha sẽ không bỏ rơi ngươi sẽ từ bỏ sao một cổ trách nhiệm trên vai sứ mệnh cảm giác nháy mắt đặt ở hàng vũ nhu trên người ngẩng đầu lên hàng vũ nhu cũng nháy mắt minh bạch tại tông môn tồn vong trước mặt nhi nữ tư tình lại đáng là gì chính mình làm sao có thể bỏ xuống vô lượng môn mà đi, đi lần này, đối vô lượng môn càng là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Trầm ngâm nửa ngày, hàng vũ nhu ánh mắt nháy mắt trong suốt, quét qua trước đó ưu thương, hít sâu một hơi, nói, cha, nhung nhi minh bạch, nhung nhi cũng sẽ không bỏ rơi. Hàng vũ nhu minh lý để hàng vũ long vui mừng không thôi, hai tay không tự giác nắm chặt hàng vũ nhu, trong hai con người phát ra một tia vui vẻ ánh mắt, cái này chính mình coi như trân bảo nữ nhi nếu như đổi thành người khác như thế tổn thương lòng của nàng, chính mình sớm đã đem nàng chặt thành 9981 khối, nhưng bất đắc dĩ người này hết lần này tới lần khác là tô giật. Quay đầu, hàng vũ long tựa như lợi kiếm ánh mắt rơi vào sau lưng bí ẩn trong huyệt động. Một chuỗi không gian kỳ dị ba động cũng tại trên bờ cát vang động ra, đến gần cây cối thổi đến vang xào sạc, gia hỏa này a à, cũng là tuyệt đối sẽ không tự bỏ. Hàng vũ long mỉm cười, biết nhất định là tô giật muốn xuất quan. Nhất thời, cha con hai người đứng dậy, ánh mắt mong chờ chảy ra mà ra, lăng không một đạo ánh lửa sáng ngời xẹt qua, tùy theo hỏa diễm vững vàng rơi vào trên bờ cát. Trong bầu trời đêm hồng quang lấp lóe, quang bên trong áo xanh nhẹ nhàng, siêu nhiên xuất trần, dị dạng bàn bạc lực lượng tự như gào thét du lông quanh quẩn trên người tô giật. Ngóng nhìn thấy hàng vũ lông cùng hàng vũ nhu, tô giật dưới chân một cơn lốc xoáy bỗng nhiên tạo ra, thân hình như điện, đi vào bên cạnh hai người, cười sang sảng nói, để các ngươi cùng trễ đi vừa nhìn thấy tô giật uyển Ước linh tú hàn vũ nhu thiển thiển cười một tiếng vừa mới ẩn nấp thần trong lòng tổn thương cũng đã xóa đi thấp giọng nói chúc mừng ngươi khôi phục tốt tô giật tô giật lễ phép tính gật gật đầu tường tận xem xét đánh giá hàn vũ nhu liễm diễm sóng mắt bên trong cất giấu một cổ bình tĩnh thần vận không khỏi làm tô giật trong lòng lấy làm kỳ thống lĩnh đại nhân ngươi đây là lại đột phá rồi không hiểu thuế biến đại đại nằm ngoài dự đoán của hàn vũ long miệng mở rộng nửa ngày, tràn đầy kinh dị. Hàng Vũ Nhu lúc này cũng phát hiện tô giật mặt quan như ngọc, tuấn giật xuất trần, quanh thân da thịt tản ra sáng long lanh hào quang, tuyệt đối tông sư khí chất. Tô giật duỗi ra hai tay, mắt thấy quanh thân biến hóa, mừng rỡ không thôi. Nguyên lai, lần này cứng trắng mở kim long khí tức, lại cho mình một lần hiếm có lịch luyện. Không phải bình thường lịch luyện đem trong cơ thể mình, bình thường tích lũy dược lực cùng còn sót lại năng lượng toàn bộ kích phát lên, trợ chính mình nhất cử đột phá nguyên tông cảnh tứ trọng cảnh giới hai mươi cửa trước cũng mở ra nhưng là nằm ngoài dự đoán của tô vật chính là cửa trước lại mở một cái lại không có cái khác biến hóa cũng không có lĩnh ngộ mới huyền linh kỹ mà trước đó vận dụng bi diệt thiên tinh giết chết thánh hỏa sau đó tiêu hao hết ba giọt huyền linh hỏa dịch lần này tu vi tăng lên mình còn có trọn vẹn sáu giọt huyền linh hỏa dịch có thể ủng hộ mở ba hơi bi diệt thiên tinh đều là vận khí chỉ là lại nghĩ đột phá cũng không biết khi nào. Tôi giật cười nhạt một tiếng, trong mắt lại hiện lên một tia hay là quá chậm ý vị. Nghe vậy, hàng Vũ Long không khỏi liếc một cái, mới vừa rồi còn đang nói chính mình thiên phú tuyệt hảo, nhưng là cùng trước mắt tên yêu nghiệt này so ra, chính mình quả thực chính là vô cùng thê thảm. Không đến hai mươi niên kỷ, đã nguyên tông cảnh tứ trọng, vậy mình chẳng phải là sống uổng phí hơn hai mươi năm? Thống lĩnh thật sự là khiêm tốn a. Hàng Vũ Long muộn thanh muộn khí, rõ ràng có chút không phục, Hàng Vũ Nhu cũng là cười một tiếng, ngoẹo đầu nhìn trước mắt cái này như là thần linh thiếu niên, ngừng tiếng nói, tô giật, người bước kế tiếp có tính toán gì đâu. Tô giật ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Hàng Vũ Long, Hàng Vũ Long cũng đem vô lượng môn bên trong tình hình cùng vô lượng môn quyết định đi theo Tô giật, cùng nhau đối kháng Long Gia quyết định đều nói cho Tô giật, tốt. Chúng ta lại nhiều một cổ lực lượng mạnh mẽ a à? Tô giật hai mắt phát sáng, ánh mắt nhìn về phía chân trời đám mây, thấp giọng nói, lúc đầu ta ngược lại không nghĩ nhanh như vậy cùng Long Gia đụng nhau, từ ngự thiên cung ra, ta là chuẩn bị đi vân tiên cổ tông. Hàng Vũ Long vừa nghe thấy cái tên này, nhất thời ánh mắt nhăn lại với nhau, tại thiên phong bài vị tranh tài, trong mây cách từng hạ lệnh, ai có tô giật tin tức nhất định phải kịp thời báo cáo, vân gia tự hồ cùng tô giật có thiên ti vạn lũ liên hệ, vân gia, là năm nhà cổ lão thế lực bên trong, gần với Long gia tồn tại, trước mấy chục năm một mực cùng long gia tranh đến càng là không chết không thôi lại không biết làm sao gần nhất mấy chục năm đột nhiên mai danh ẩn tích đặc biệt điệu thấp trong lúc vô hình cũng cổ vũ long gia khí diễn chủ nhà trong mây cách càng là một mực bị thiên rất lớn lục nhận định là duy nhất có khả năng viện đến long quảng nam nhân thống lĩnh đại nhân ngươi là thế nào cùng vân gia dính líu quan hệ hơi khép lấy hai mắt nhớ tới trong mây cách từng hỏi thăm chính mình phải chăng gặp qua một cái có được huyết văn ngọc bội nữ tử không phải là đang chất vấn hỏi mình gặp qua vân tinh sự tình sao tinh. Nguyễn nhi còn có vương mập mạp bọn hắn hiện tại cũng tại vân gia cái này vân gia ta vẫn là nhất định phải đi khẽ thở dài một hơi tôi giật bẻ bẻ cổ trong mắt lóe lên một tia tinh quang yếu ớt nói có một số việc ta nhất định phải đạt được đáp án đúng hàng tông chủ nhưng biết vân tiên cổ tông làm sao đi sao hàng võ long không cần nghĩ ngợi lắc đầu thấp giọng nói cổ lão thế gia riêng phần mình sống sót tại mở tiểu thế giới bên trong có không gian đặc thù pháp tắc không bị thế nhân biết rõ tại ngự thiên cung bên trong tô giật đã từng tại bên trong chấn tiên phong thiên quyển trong phòng tìm đọc vân tiên cổ tông sự tích cũng không có tương quan địa điểm cùng phương hướng ghi chép vốn cũng không ôm hy vọng, hy vọng hy vọng chìm hô một hơi xem ra cái này vân tiên cổ tông có chút thần bí a à. tô giật ánh mắt run rẩy sau này thế nào đi vân tiên cổ tông lại muốn bắt đầu buồn rầu thống lĩnh khi chạy trốn người Long Gia làm sao bây giờ? Long Gia nhất định sẽ có tiếng một bước động tác. Hàng Vũ Long ánh mắt ngưng trọng, trong bầu trời đêm, tô giật cũng nhíu mày, bây giờ vô lượng môn đem lên Long huyết mạch an trí tại vô lượng môn bên trong. Long Á nếu như trở về báo cáo lời nói, Long Quảng tất nhiên sẽ vì Kim Long bí cảnh không từ thủ đoạn, như thế trạng thái, phục yêu tông, vô lượng môn, hỗn loạn vực cùng ngự thiên cung bốn môn hợp nhất kế hoạch liền nhất định phải lập tức thực hiện chương 2089, lòng già ý đồ, tình thế nghiêm trọng để tô giật lông mi lập tức ngưng trọng, vẫn trầm ngâm mấy hơi, tô giật khẩu khí nghiêm túc nói, bây giờ ta chỉ có về trước hỗn loạn vực, đem bá vương tông lực lượng nhanh chóng chỉnh hợp, làm chuẩn bị. Về phần vân tiên cổ tông, cũng chỉ có thể có manh mối lại đến nhà, vân tiên cổ tông thần bí khó lường, tô giật trong lòng ngược lại hy vọng. Lòng già biết thượng long thôn sự tình sau đó, có thể đem động tỉnh làm lớn chuyện để vân gia biết tin tức sau ngay lập tức tìm đến mình phiền phức, cứ như vậy, Long gia cùng vân gia ở giữa liền có trò hay nhìn, nghe xong tô giật kế hoạch, hàng vũ Long cùng hàng vũ nhu khuôn mặt nháy mắt co rúng, liên tục không ngừng gật đầu. Nếu như đúng như tô giật suy nghĩ, Long gia có thể bị vân gia kiềm chế một hồi, cái này âm thầm liền cho vô lượng môn thời gian chuẩn bị, nhất thời. Cha con hai người kinh dị ánh mắt cùng nhau nhìn về phía tô giật, hàng vũ Long không khỏi trong lòng hiện vui cảm thán chi tình lướt qua trong tim bốn phái hợp nhất khổng lồ kế hoạch cái này toàn bộ thiên mang đại lục chỉ sợ cũng chỉ có tô vật có thể làm được nếu thật có thể bốn phái hợp nhất lòng già đối vô lượng môn liền rốt cuộc không dám khinh thường diệt tông Khi phải hảo hảo cân nhắc một chút trong ngôn ngữ ba người đối tình thế trước mắt trong lúc vô hình dâng lên một chút tự tin vẻ lo lắng cùng ưu thương cũng lập tức quét sạch sành xanh đêm đó mấy người một lần nữa trở lại vô lượng môn bên trong tô giật cũng lại một lần nữa nhìn thấy khôi phục bên trong dư lão cùng trọng vân khang đơn giản hướng dư lão cùng trọng vân khang kể một chút sau này giai thoại sau đó tô giật liền mệnh lệnh tất cả thượng long thôn thôn dân hội tụ đến cùng một chỗ trong đó cũng bao quát lộ sáng sau đó ròng rã một ngày thời gian tô giật cùng trọng vân khang hàng vũ long liên thủ lợi dụng kim long khí tức dần dần giúp đỡ long huyết mạch tiến hành kinh mạch khôi phục như là đã toàn diện tuyên chiến đám người căn bản không cần lo lắng khí tức tiết lộ, cũng càng không cần sợ Long Gia tìm tới cửa. Không nói vô lượng môn hiện tại phía sau có tô giật, có ngự thiên cung, chính là bằng vào thập đại đỉnh cấp thế lực cái này một đầu, cũng có thể tự vệ một đoạn thời gian. Thượng Long thôn dân hoàn toàn có thể thừa dịp đoạn này khe hở, tại vô lượng môn bên trong hảo hảo tu luyện, vô lượng trong đại điện, kim quang ống ánh, tiếng người huyên náo, ai nói chỉ có Long Gia mới có thể có kim Long huyết mạch để long quảng chờ xem đi thay đám người khôi phục hoàn tất sau đó tôi giật khóe miệng khẽ nhất ánh mắt đảo qua mỗi một vị mắt lộ ra ngạc nhiên thượng long thôn dân cởi mở cười nói hiện tại thượng long thôn kinh mạch đều đã bị thay đổi trở về tu vi cùng cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian kích động thượng long thôn dân nhóm như là tân sinh đồng dạng ông nhau mà khóc như tiểu lỗi a à ngư thiến thiến loại hình hài đồng vốn là có lấy người khác khó mà với tới huyết nhục thực lực niên cấp còn còn nhỏ nếu có thể đối mới thay đổi kinh mạch tiến hành thích ứng cố gắng huấn luyện sau này nhất định có thể trở thành một phương cường giả tô giật không chỉ có cứu vớt thượng long thôn có thể nói cải biến thượng long thôn mỗi một vị thôn dân vận mệnh dư lão thương thế của ngươi có kim long khí tức thoải mái đợi một thời gian khôi phục như lúc ban đầu cũng không khó khăn chỉ là về sau không muốn lại như vậy gượng chống quá nguy hiểm tô giật ánh mắt chỗ sâu tuôn ra một tia lo lắng dư lão tuổi tác đã cao lần này đau xót rất có thể lưu lại cực lớn tai họa ngầm. Nếu là Long gia xâm phạm, Tô giật cũng không muốn Dư lão đặt mình vào nguy hiểm. Bỗng dưng, đám người thượng thủ Dư lão ánh mắt trung lên, đục ngầu con ngươi chỗ sâu lướt đi cảm động, hướng phía Tô giật cung kính cúi đầu, thống lĩnh, quên âm thanh ghi nhớ. Lúc này, đứng tại đám người sau đó lỗ sáng, trực câu câu ánh mắt chưa hề từ Tô giật trên thân dời. Trước mắt vị này danh chấn thiên mang thiếu niên, tuổi còn trẻ cũng đã như chúa tể một phương, ổn thỏa bát phương, khí độ dung nhưng, chỉ điểm chưa vị cường giả, lỗ sáng non nớt gương mặt sớm đã tuôn ra vô hàng sùng kính, tại do dự một hồi, rốt cục lấy dũng khí đi lên phía trước, nhìn thẳng tô giật, trầm trầm nói, tô giật đại ca, ta, tiểu sáng. Tô giật nhìn qua đã khôi phục được không sai lỗ sáng, đi xuống chỗ ngồi, vỗ vỗ cái sau bả vai, thấp giọng cười nói, ngươi cũng muốn hảo hảo tu luyện a à, chờ ta trở lại thời điểm ngươi cần phải vì vô lượng môn thêm ra một phần lực a dù sao cũng là đã cứu ta người a ta tô giật ghi nhớ ngươi lỗ sáng nâng lên hai con ngươi trong mắt một cơn chấn động phát ra tô giật vậy mà không chút nào trách tội chính mình trước đó hành vi lập tức trọng trọng gật đầu kích động nói ân tô giật đại ca ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện đến lúc đó trở về ngươi kề vai chiến đấu đám người nhìn nhau cười một tiếng nguy cơ tứ phía bầu không khí bên trong vô lượng môn trong đại điện phiêu đảng đã lâu hoàn thành tiếu ngữ lại trực đêm muộn tô giật trở lại an bài tỉnh thất bên trong tiến vào cửa phòng tô giật liền duỗi cái lưng mệt mỏi khẽ vẫy hơi u ám đầu lớn như thế lượng thôi động kim long khí tức quả nhiên rất tiêu hao linh hồn năng lượng a à. bất quá cũng là khó được rèn luyện tô giật nhếch miệng ra sức nháy hai mắt thật sâu hơi thở lập tức bắt đầu vận chuyển thủ ấn vận chuyển ngự thiên quyết không gian bốn phía năng lượng như là thủy triều đồng dạng hướng não hải hội tụ mà đi, từng giờ từng phút hội tụ thành linh hồn năng lượng. Đã qua hơn nửa thưởng, tô giật liền mở ra hai con ngươi, toàn thân ôn nhuận như ngọc, sông đồng đã như suối nước đồng dạng trong suốt ống ánh. Đứng dậy, ánh mắt dừng lại tại ngoài cửa sổ ánh trăng trong ngần, đôi mắt thâm thúy bên trong hiện lên một chút ánh sáng, lẩm bẩm, là thời điểm nên đi a. À. Tô giật tinh thần phấn chấn, vân châu sự tình hoàn tất, thừa dịp đêm khuya xuất hành ngược lại là một ý định không tồi sưu bỗng dưng nho nhỏ phòng ốc bên trong một đào gợn sóng không gian trống rỗng sinh ra u ám đèn đuốc lập tức tiêu diệt nhiễm lên lượng lờ bụi mù trôi hướng viễn phương cùng một thời gian vô lượng môn một cái khác chỗ cao hàng vũ long ánh mắt tự như chim ưng đồng dạng sắc bén đứng chắp tay khí vũ hiên ngang sau lưng chỗ tối hai tên nguyên vực cảnh lão giả áo bào trắng thân người công lại cung kính nói ra tông chủ Vân Châu biên cảnh đệ tử truyền đến tin tức, tuy không thu được Long gia cường giả đã cách cảnh tung tích. Trầm ngâm một hồi, hàng Vũ Long nhăn lại lông mày tự như chữ sơn, trầm giọng nói, ba ngày thời gian, Long gia không chạy về Long gia, cũng không lên vô lượng môn. Muốn làm cái gì, còn có tên kia một mình vô lượng môn Long gia cường giả, tự hồ chưa cùng Long Văn Long Sơn đồng hành a, chẳng lẽ là đang chờ Tô giật ra vô lượng môn? trong đó một tên lão nhân áo bào trắng đục ngầu trong ánh mắt lướt qua nghi hoặc chi tình, thống lĩnh đại nhân quyết không thể xảy ra chuyện. Mấy người kia đã không quay về, vậy liền vĩnh viễn lưu tại vô lượng môn đi. Hai vị thái thượng trưởng lão, làm phiền đi theo ta. Trong bầu trời đêm, hàng vũ long quanh thân phát ra một cổ mảnh liệt sát khí, lạnh thấu xương tiêu sát, vừa dứt lời, hư không tam đạo nhạc nguyên khí màu trắng quan hồ phi tóc chấp tắt, hướng phía tô giật vị trí động đi, vân châu, vô danh sơn cốc bên trong, Long sơn tại trong huyệt động, đã điều dưỡng ba ngày thời gian, vết thương tuy nhưng không có tốt thấu, nhưng là đã có thể tự nhiên hành tẩu, ống ánh dưới trời sao, Long á ngồi tại bên ngoài hang động cao trên đá, hai chân thon dài giao nhau đánh vào lạnh buốt trên hòn đá, khuỷu tay chống đỡ lấy đầu gối, bàn tay thì nâng tinh xảo linh lung cái cầm, không biết trầm tư cái gì. Chương 2090, cấu kết với nhau làm việc xấu, vũ mị khuôn mặt xen lẫn một chút sâu ý, để người xa xa nhìn lại, bằng vào này tấm tuyệt mỹ bóng lưng, liền có thể gây nên vô số mơ màng. Ánh trăng như luyện, rốt cục đi ra hang động Long Sơn vô ý thức đưa tay ngăn tại trên trán, che chắn trên không sáng tỏ ánh trăng. híp lại ánh mắt không ngừng Long Á nóng bỏng đường vòng cung thượng du dời, liếm liếm đôi môi khô khốc, khặt khặt cười một tiếng. Long Á tiểu thư, ngươi khôi phục tốt sao? Long Á ngay cả đầu đều chẳng muốn về, một mặt trầm thấp, lông mi bên trong mang chút ghét bỏ, nhẹ giọng ư một tiếng. Long Á thái độ đạm mạc để Long Thần hơi khẽ giật mình, khi tuyệt không đem Long Sơn tích cực đánh nát, ngược lại càng thêm ân cần, nghiêng thân thể, nói: "Không biết Long Á tiểu thư đến Vân Châu làm gì? Lần này, Long gia kỳ thật hết thảy đến ba vị Long gia cường giả, trong đó một vị Long gia cường giả Long Địch, đồng dạng cũng là nguyên vực cảnh ngũ trọng tu vi. Long Sơn cùng Long Văn đem Mây Lăng Phong đưa đến Ma tộc lãnh địa sau đó, liền trực tiếp đến Vân Châu tìm kiếm Kim Long huyết mạch." Long địch thì đại biểu Phạm Long Thiên Cung đi cùng vô lượng môn thương lượng, mời hàng Vũ Long đi hỗn loạn vực, cộng đồng mở ra Kim Long bí cảnh. Việc này bí ẩn trình độ, Long gia bên trong không có mấy người biết. Nghe vậy, Long ái nhíu mày, Nguyệt trong mắt hiện lên tức giận, Long Sơn ý tứ rõ ràng hưng sư vấn tội, mượn cơ hội hỏi khó chính mình, còn không biết xấu hổ hỏi ta, nếu như ta không đến, ngươi bây giờ giống như Long Văn, đã là một đám bùng nhão. Long gia thế mà chết một chấp sự, trở về nhìn ngươi như thế nào bàn giao long á khóe miệng cong lên tràn đầy khinh thường long sơn dừng một chút trong mắt nháy mắt nghiêng mắt nhìn long á bộ này lý do thoái thác không có sức thuyết phục một vòng âm lệ hiện lên giữa lông mày dùng sức ho khan một tiếng hắc hắc nói long á tiểu thư nói đúng lắm chỉ bất quá long á tiểu thư là làm sao cùng vị kia kim long huyết mạch người nhận biết ta nhớ được long á tiểu thư giống như chưa từng có đi ra thiên cung a lời nói kẹp thương đeo gậy long á trừng mắt nhất thời đứng đấy nhất thời xoay người lại quát lớn ngươi đến cùng muốn nói cái gì xoẹt sau lưng không gian gợn sóng trống rỗng run run một đồng dạng thân mang trường bạo màu tím đậm nam tử như là dạ ưng đồng dạng chảy ra mà tới vừa mới rơi xuống đất bén nhọn trong con mắt bỗng nhiên co rụt lại đại bào bên trong lập tức phát ra khàn giọng khó nghe giọng thấp tựa như dầu nóng tưới qua long á tiểu thư ngươi làm sao ở chỗ này nói xong long địch hồ nghi ánh mắt trên người long á không ngừng vừa đi vừa về đảo qua long á yếu ớt nhìn sang trong mũi hừ nặng một tiếng nhất thời quay đầu đi không còn trả lời long á tiểu thư xem ra nộ khí không nhỏ a à. nhìn qua long á không hiểu hỏa khí long địch đem bào che đậy gỡ xuống thon gầy gương mặt tràn đầy nghi hoặc lập tức phát hiện long văn không ở nơi này cùng long sơn liếc nhau nhất thời hiểu ý người bên kia thế nào rồi làm sao như thế mới tìm chúng ta Long Sơn âm đức cười lạnh, dư quan như có như không phiết lấy Long Á. Nâng lên chuyện này, Long Địch nhất thời một cổ sát ý đột nhiên biểu ra, trầm giọng nói, hàng vũ Long Gia Hỏa này láo cá cực kỳ, tìm rất nhiều lấy cớ không thể rời đi vô lượng môn, còn để lão phu cho hắn nhiều một chút thời gian. Ta ra vô lượng môn, chuẩn bị tới trước tiền các ngươi tụ hợp, lại phát hiện thượng Long Thông khí tức, đi sau đó liền biết các ngươi kinh lịch một trận ác chiến A, ngực vết thương còn tại ẩn ẩn làm đau, Long Sơn hồi tưởng lại ngày đó tình hình, vẫn là không rét mà run, thấp giọng nói, Long Văn mắt lừa, trọng vân khang lão bất tử này cản trở không tính, còn có một thanh niên cũng mười phần quỷ dị, đến cùng chuyện gì xảy ra? Long Địch Thuận Long Sơn ánh mắt, nhìn về phía Long Á, cái sau cũng quay đầu lại đến, lạnh lùng nhìn qua hai người, Long Sơn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt, nói, Long Á tiểu thư, ngươi cũng đã biết cái kia có kim Long huyết mạch người là ai, là ai? lông mi vén lên, Nguyệt trong mắt thả ra lạnh chua đồng dạng ánh mắt, người kia chính là Tô Giật. Long Sơn hít mũi một cái, một cổ âm tàn khí tức từ quanh thân phóng thích mà ra, bỗng dưng, Long Á giật mình tại, cẩn thận hồi tưởng đến gặp gỡ dịch túc một hệ liệt sự tình, thấp giọng thì thầm, Tô Giật. Dịch túc, như là nháy mắt tương thông đồng dạng, Long Á môi đỏ khẽ nhếch, đôi mắt đẹp dần dần buông xuống. Một cổ vô danh nộ hỏa cùng lãnh ý từ trên khuôn mặt lan tràn, nắm chắc xong quyền cũng bắt đầu khớp xương trắng bệt. Long Sơn, ngươi xác định là tô giật. Long địch đột nhiên khẩn trương lên, nếu như có thể cầm xuống cái này Long thần cực kỳ coi trọng, Long thương coi là cái đinh trong mắt gia hỏa, tuyệt đối có thể đem lần này thất bại công tội bù nhau. Nói xong Long địch thân thể hướng về phía trước tìm tòi, làm nhíu trên bàn tay một cổ hùng hậu nguyên khí phá thể mà ra. Trung điệp nhẹ gật đầu, cặp kia tỉnh mịch ống ánh con ngươi mình tuyệt đối quên không được. Long Sơn hai mắt lạnh ý tuôn ra đảng, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, nói, tuyệt đối không sai, người có thể dịch dung, khi cái kia thanh trọng kiếm nhưng che giấu không được, là tô giật tên tiểu hỗn đảng này tuyệt đối không sai. Một bên hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, là, tô giật có một nắm so với người còn cao lớn trọng kiếm, đây là tham gia qua thiên phong bài vị chiến mọi người đều biết sự tình, không sai. Đi, chúng ta đi giết tiểu tử này. Cho Long thương thiếu gia báo thù. Nghe vậy Long Địch bỗng nhiên hưng phấn lên, sát khí mười phần khuôn mặt sát khí dập dờn, vừa mới nói xong, đứng tại đối diện Long Á ánh mắt lướt đi một tia ba động, thật lâu không nói. Long Sơn cùng Long Địch nhìn nhau nhìn một cái, hai cặp đồng tử bên trong nhất thời lóe ra một tia giảo hoạt ý vị, đột nhiên rất có ăn ý nhất miệng lên. Lúc ấy, tại Long Gia trong mật thất, ba tên cường giả liền đã từng hỏi Long Thương, phát hiện tô giật, lúc cần thiết, Long Thương trả lời vô cùng kiên quyết, nói đúng ai cũng có thể giết, một cổ âm mưu ý vị tại giữa hai người sinh ra, bữa một hồi, lòng á phản phất quyết định chú ý, ngừng tiếng nói, đã hắn là tô giật, giết ta lòng gia chấp sự, hắn liền tuyệt đối không thể lưu, tổn thương lòng thương thiếu cung chủ, nhất định phải trả giá đắt, đúng. Nếu là có thể cầm tô giật đầu người trở về, lòng thương thiếu gia cũng nhất định sẽ vui vẻ. Nói không chừng chúng ta chấp sự vị trí trực tiếp liền biến thành trưởng lão, Long địch khóe miệng chứa ra một vòng tài dị mỉm cười, như là dự đoán đến loại tình cảnh kia. Long Sơn sờ sờ cái cầm, đôi mắt chỗ sâu quan mang lấp lóe, ngược lại ngẩng đầu giả bộ gánh thầm nghĩ, chỉ là gia hỏa này, rất quái. Lại có kim Long huyết mạch, chỉ sợ khó đối phó a. À. Long Sơn, ngươi nguyên vực cảnh cường giả như thế hèn nhát, thuận Long địch nói lời, Long Á cũng là trào phúng xem thường, lạnh nhạt nói, tô giật tổn thương nghiêm trọng như vậy, cho dù là hiện tại đứng tại trước mặt, cũng không thể động đậy, ngươi nếu không muốn đi ta liền tự mình đi, sưu, vừa mới nói xong, long á tóc dài hất lên, trống rỗng một đạo gần sóng không gian lắc lư ra, nơi xa nháy mắt lưu lại một đạo điểm sáng. Từ Long Á sau khi đi, Long Sơn cùng Long Địch đối mặt cười một tiếng, Long Sơn nói ra, Long Văn kia xuẩn gia hỏa chết sớm, lần này, Long Á là chúng ta, Tô Giật cũng là chúng ta, ha ha ha, hai đạo tiếng cười buông thả âm tàn, tại buổi chiều Sơn Cốc không ngừng tung bay truyền lại, sau đó từ Long Á sau lưng, hai đạo khổng lồ ý vị cách không bay tới